Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Đạo mộ thủ pháp quá thuần thục, hoa khôi trường tỷ bối rối. Đây là một cái lịch sử văn hóa đứt gãy, trộm mộ văn hóa đứt gãy, khảo cổ sự nghiệp suy bại thế giới. Để tăng cường sự hiểu biết và nhiệt tình của mọi người đối với sự nghiệp khảo cổ, chính phủ đã đưa ra phát sóng trực tiếp khảo cổ. Mà lúc này, Trương Hạo xuyên qua đến thế giới song song, trở thành một cái đội khảo cổ thực sinh thức tỉnh thần cấp khảo cổ trực tiếp hệ thống. Chỉ cần nhân khí trực tiếp đạt tới yêu cầu, Trương Hạo sẽ đạt được phần thưởng trọng mộ. Vì thế, trong quá trình phát sóng trực tiếp, Trương Hạo đạt được huyết mạch cùng kỳ, bí thuật phong thủy âm dương 16 chữ, hắc kim cổ đao, khôi tinh đá đấu, thính lôi biện huyệt. Từ đó về sau, Trương Hạo phát sóng trực tiếp, những thủ pháp thuần thục kia đã nhìn mọi người trong đội khảo cổ. Hoa khôi trường Trương Hạo thủ pháp thuần thục như vậy ngươi còn nói ngươi không hiểu trọng mộ khán giả khá lắm dùng thủ đoạn trọng mộ đi khảo cổ cái này phát sóng trực tiếp không đứng đắn a à. lợi hại người dẫn chương trình này thật là hình phạt tôi thấy cuộc sống càng ngày càng có phán quyết mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp chớ bắt chước chương 1 kích hoạt thần cấp khảo cổ hệ thống phát sóng trực tiếp bạn đang nghe tại truyện chấm audio trương hạo sao anh còn đang ngủ mau đứng lên phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu rồi nghe được tiếng quát dễ nghe trương hạo vốn còn đang ngủ từ từ tỉnh lại mở mắt ra khi hắn nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ xung quanh cùng người đánh thức hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người trong lòng tràn ngập nghi hoặc đây là đâu cô gái xinh đẹp như vậy là ai? Trương Hạo dương mắt cẩn thận quan sát người đánh thức hắn. Chỉ thấy trước mắt là một cái tuổi vừa mới qua 20 tuổi nữ sinh. Nữ sinh này ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt cũng thập phần sạch sẽ, thoạt nhìn, cũng thập phần kinh diễm. Cũng là nữ sinh cấp bậc hoa khôi trường. Tuy rằng không thêm phấn trang, nhưng mà, vẫn phi thường xinh đẹp. Một đầu tóc dài đen nhánh tự nhiên rủ xuống đầu vai. Ở phía dưới, cho dù mặc quần áo lao động rộng thùng thình, cũng không che được trước nhô sau vểnh, dáng người tinh xảo có hình dáng. Nếu tính theo chế độ phần trăm, nữ sinh này ít nhất có 95 điểm. Nhìn cô gái này. Hiện tại, ngay cả bộ dáng hai tay chống nạnh giận dữ, dưới nhan sắc này cũng có vẻ đáng yêu. Bất quá, tuy rằng cô nàng này thập phần xinh đẹp, nhưng là ở trương hạo trong ấn tượng, hắn căn bản cũng không biết người này. Nhưng là, Nhìn cô nàng biểu hiện ra ngoài trạng thái giống như cùng hắn thập phần quen thuộc, cái này làm cho hắn có chút sợ không tới đầu óc. Hơn nữa, hoàn cảnh chung quanh cũng làm cho Trương Hạo cảm thấy thập phần xa lạ. Chung quanh giống như là ở một chỗ đơn giản lều trại bên trong, cùng hắn tối hôm qua vào ở khách sạn căn bản cũng không phải cùng một chỗ. Không đúng. Nghĩ vậy, Trương Hạo trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn vừa định hướng nữ sinh kia hỏi ra nghi hoặc trong lòng, một đoạn ký ức trong nháy mắt tràn vào trong đầu trong nháy mắt điều này làm cho trương hạo biết rõ tình cảnh hiện tại của hắn hắn thế nhưng xuyên qua đúng vậy trương hạo căn bản không phải là người của thế giới này tại đêm qua trương hạo uống đến say ngủ chết về sau ngoài ý muốn xuyên qua đến cái này thế giới song song trùng hợp chính là vừa vặn xuyên qua đến trùng tên cùng họ người trên người hơn nữa người cùng tên với hắn là Trương Hạo này lại giống như hắn, cũng là một học giả khảo cổ. Ông nội hắn lại càng là giáo sư tiếng tâm lừng lẫy trong giới khảo cổ. Tuy rằng ông nội đã qua đời, nhưng mạng lưới quan hệ cùng danh vọng cả đời đều đủ để cho Trương Hạo của thế giới này thuận gió thuận nước, có thể một đường leo cao trong giới khảo cổ. Nhưng mà, thế giới này Trương Hạo lại có chút kéo khố. ỷ vào thân phận ông nội có chút không học vấn không nghề nghiệp, căn bản không chịu nghiêm túc nghiên cứu tri thức khảo cổ chuyên nghiệp. Vì vậy, bây giờ chỉ là một thực tập sinh của một đội khảo cổ. Không có vị trí nào cả. Mà cô nàng xinh đẹp trước mắt này là học tỷ của hắn, cũng là học trò của ông nội hắn, tên là Tần Hân Hân. Tần Hân Hân từ rất lâu đã cùng ông nội Trương Hạo học tập tri thức khảo cổ, xem như nhập thất đệ tử. Cùng Trương Hạo càng là thanh mai trúc mã chơi đùa từ nhỏ đến lớn hơn nữa ông nội trương hạo trước khi lâm chung dặn dò tần hân hân chiếu cố trương hạo nhiều hơn cho nên tần hân hân thủy chung đem trương hạo mang theo bên người hy vọng trương hạo có thể học được một ít gì đó đừng làm cho lão sư mất mặt kể cả lần này cũng giống như vậy nếu không là thái độ cường ngạnh của tần hân hân nhất định phải mang theo trương hạo nếu không trương hạo mới có cơ hội vào đội khảo cổ này bởi vậy điều này cũng làm cho một đám đội viên khảo cổ khác cảm thấy trương hạo chẳng qua là nhị thế tổ dựa vào quan hệ có chút khinh thường hắn sau khi hiểu rõ chuyện này trương hạo xuyên việc ngược lại không để trong lòng những người đó chẳng qua là một đám người không ăn được nho đã nói nho chua chỉ cần không để ý tới bọn họ bọn họ liền không có biện pháp bất quá chân chính để cho hắn để ở trong lòng lại là thế giới này khảo cổ sự nghiệp đây là một thế giới mà sự nghiệp khảo cổ chưa phát triển sự nghiệp khảo cổ không được giới trẻ coi trọng và yêu thích. Ở Long Quốc, sự nghiệp khảo cổ lại càng gặp gần gian nan. Không có nhiều người ghi danh vào chuyên ngành cổ. Bởi vậy, giới khảo cổ Long Quốc càng không có máu mới gia nhập. Cho nên hiện tại chỉ còn lại có mấy lão giáo sư đang đau khổ chống đỡ bài. Hơn nữa, rất nhiều công nghệ khảo cổ trong nước đều phải dựa vào nước ngoài, mỗi lần sử dụng đều phải trả giá đắt để thuê thiết bị khoa học kỹ thuật của nước ngoài. Hơn nữa, văn vật khai cuộc khảo cổ đều phải được người nước ngoài nghiên cứu, triển lãm trước. trương hạo sau khi biết chuyện này lập tức vô cùng đau đớn. đường đường long quốc năm nghìn năm văn minh lại còn phải chịu ngoại quốc khoa học kỹ thuật hạn chế. ở trong nước nghiên cứu đồ đạc nhà chúng ta lại còn cần xem sắc mặt người nước ngoài, điều này làm cho trương hạo có chút tức giận không thôi. một trái tim nhiệt huyết không thể tiếp nhận. may mắn hiện tại quốc gia cũng có hành động để thúc đẩy sự nghiệp khảo cổ phát triển đã dành ra một khoản kinh phí cố ý tiến hành truyền hình trực tiếp khảo cổ mục đích chính là để cho càng nhiều người hiểu rõ trạng thái công tác khảo cổ chân thật hơn nữa thông qua tuyên truyền mạnh mẽ để cho mọi người một lần nữa coi trọng sự nghiệp khảo cổ mà trương hạo tuy rằng kiến thức chuyên ngành khảo cổ không được nhưng tướng mạo thập phần đẹp trai cho dù là đặt ở trong đám minh tinh cũng là tồn tại nổi tiếng bởi vì điểm này trương hạo trở thành người phụ trách phát sóng trực tiếp hơn nữa cũng vừa vặn giải quyết cục diện trương hạo không có việc gì làm theo trí nhớ đến đây trương hạo rốt cục đem tất cả mọi chuyện đều hiểu rõ ràng hiểu được tình hình thế giới này ngay tại trương hạo vừa mới vuốt rõ mình muốn làm gì thời điểm trong đầu đột nhiên truyền đến một cái lạnh như băng thanh âm tích đinh kiểm tra đo lường được ký chủ yêu nước cảm xúc thần cấp khảo cổ trực tiếp hệ thống đã kích hoạt chương 2 Cùng kỳ huyết mạch, 16 chữ âm dương phong thủy Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tích đinh Chúc mừng ký chủ trói định hoàn thành Bản hệ thống là thần cấp khảo cổ truyền hình trực tiếp hệ thống Tại khảo cổ lúc tiến hành truyền hình trực tiếp Quan sát nhân số đến yêu cầu là có thể đạt được tương ứng khen thưởng Tích đinh Chúc mừng ký chủ thu được tân thủ lễ bao Khen thưởng cùng kỳ huyết mạch, 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật. Tân thủ lễ vật đã phát, mời ký chủ tự mình tra thu. Nghe được nhắc nhở quanh quẩn trong đầu, Trương Hạo nhíu mày một cái. Là một cái thế kỷ 21 thanh niên, Trương Hạo tự nhiên biết hệ thống là vật gì. Đây chính là xuyên việt giả thiết yếu ngoại quải. Thứ tốt để cuộc khởi ngược gió. Hơn nữa, cái này cùng hắn vốn khảo cổ phát sóng trực tiếp công tác cũng là phù hợp, có thể nói cái hệ thống này chính là tại không đưa cho hắn khen thưởng giống nhau. Nghĩ vậy, Trương Hạo tâm niệm khẽ động, điều tra hệ thống giao diện, xem xét hệ thống tặng quà. Tân thủ lễ bao cho hai kiện bảo vật này, cũng đủ hào phóng. Nhìn huyết mạch cùng bí thuật phong thủy âm dương 16 chữ trong túi quà của tân thủ, Trương Hạo trong lòng âm thầm cảm thán. Cùng kỳ huyết mạch tự nhiên không cần nhiều lời, đó là Trương Đại Phật gia huyết mạch, thượng cổ thập hung một trong sau khi dung hợp, có thể làm thân thể phát sinh biến hóa, khí lực trở nên mạnh mẽ dẻo dai, bách độc bất xâm, máu có thể sử dụng bách trùng, trừ ma trừ tà. Công hiệu tương đương với kỳ lân huyết của tiểu ca. Mà bí thuật phong thủy âm dương 16 chữ lại là bí thuật bất truyền của phái mô kim giáo úy. Bên trong bao gồm đủ loại tri thức về thiên văn địa lý, âm dương bát quái, kham tinh thần, tra phong thủy. Chính là tầm long lâu, mịch bảo điện bất nhị bí thuật phân kim định huyệt. Là căn bản để các đời mô kim giáo úy an thân lập mệnh. Từ một mức độ nào đó mà nói, 16 chữ này âm dương phong thủy bí thuật là so với cùng kỳ huyết mạch đối với hắn càng hữu dụng tồn tại. Có hai thứ này, trên đời này không có mộ nào mà hắn không tìm thấy. Tuy nhiên, hệ thống này cũng khá thú vị. Một cái phát sóng trực tiếp khảo cổ hệ thống, cho khen thưởng dĩ nhiên là trọng mộ dùng. Bất quá, trương hạo cũng không có để ý mà là tâm niệm vừa động lập tức sử dụng hai loại khen thưởng sau một khắc trương hạo cảm giác toàn thân mình đều đang dùng một loại tốc độ kinh người phát sinh lột xác đột nhiên toàn thân đột nhiên truyền đến một trận nhiệt lưu làm cho toàn thân hắn đều biến khô nóng vô cùng giống như là máu trong nháy mắt ở trong mạch máu sôi trào đồng dạng chỉ chốc lát thay vào đó là một trận cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái loại cảm giác khó chịu vừa rồi bị quét sạch hơn nữa toàn thân hắn cơ bắp cùng xương cốt đều giống như là bị một lần nữa cô động giống nhau cả người bắt đầu khởi động kinh người lực lượng trở nên càng thêm rắn chắc mạnh mẽ dẻo dai kỳ thật không chỉ có loại biến hóa này thì giác thính giác cùng thần kinh phản ứng của trương hạo đều được tăng cường thật lớn khí lực cả người ở toàn phương vị đã vượt qua trình độ cực hạn của người trưởng thành bình thường trương hạo hơi vén cổ áo lên cúi đầu nhìn chỗ ngứa ngáy vừa rồi chỉ thấy từ sau lưng lướt qua cổ đến trước ngực thình lình xuất hiện một đầu cùng kỳ hình xăm hình xăm cùng kỳ này chân đạp ngọn lửa màu đen một thân khí diễm thập phần hung lệ thoạt nhìn rất sống động giống như là một đầu chân chính cùng kỳ bám vào trên người của hắn đồng dạng nhìn kỹ lại cảm giác có loại uy áp đập vào mặt thoạt nhìn thập phần thần dị nhưng mà vẫn chưa xong ngay khi trương hạo vừa mới phục hồi tinh thần lại rất nhiều tri thức xa là đột nhiên tràn vào trong đầu hắn. Trong nháy mắt nào đó, những tri thức này phản phất biến thành hắn bẩm sinh, thật sâu cắm rễ ở trong đầu của hắn. Chỉ cần ý niệm vừa chuyển, là có thể từ trong những tri thức này tìm được thứ mình muốn. Những tri thức này chính là bí thuật âm dương phong thủy 16 chữ kia. Mà 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật này bao gồm hoàng vũ, tri thức khổng lồ làm cho Trương Hạo cảm thấy đầu óc choáng váng nếu không phải lúc trước dung hợp cùng kỳ huyết mạch đại đại tăng cường thể chất, chỉ sợ vừa rồi cũng đã ngất đi. Bất quá, tuy rằng thu nạp những tri thức này thời điểm có chút thống khổ, nhưng là cũng may Trương Hạo đã triệt để nắm giữ 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật. Hôm nay, bởi vì khổng lồ tri thức mang đến tự tin, để cho nguyên bản liền tuấn tú Trương Hạo lại thêm một phần sâu không lường được khí chất. Ngươi! Không sao chứ! Chương 03 Trộm mộ trực tiếp không khảo cổ trực tiếp bạn đang nghe tại truyện chấm audio tần hân hân nhìn vẻ mặt trương hạo trong thời gian ngắn liên tiếp phát sinh biến hóa điều này làm cho nàng có chút lo lắng trương hạo có phải thân thể xảy ra vấn đề gì hay không nhanh chóng vương tay sờ lên trán trương hạo tay tần hân hân vừa mới vương được một nửa đã bị trương hạo đánh rớt trương hạo nhìn ánh mắt tần hân hân cười nói với cô anh không sao thời gian phát sóng trực tiếp sắp tới rồi phải đi chuẩn bị một chút nói xong trương hạo liền đứng dậy cất bước đi ra ngoài lều trại nhìn bóng lưng trương hạo tần hân hân sững sờ tại chỗ nàng cảm giác hôm nay trương hạo giống như thay đổi có chút bất đồng khí chất cả người đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất không hề ngã ngớn giống như trước kia mà là thay đổi càng thêm ổn trọng nhất là cặp mắt kia lại để cho nàng có một loại cảm giác nai con đụng loạn. Trương Hạo tướng mạo vốn đã đẹp trai. Lúc này lại tiếp nhận một lượng lớn tri thức âm dương phong thủy bí thuật 16 chữ. Ánh mắt càng thêm thâm thúy, phản phất là ẩn chứa mênh mông hoàng vũ. Nếu lúc này có người ngoài, nhất định có thể nhìn thấy, gương mặt xinh đẹp của Tần Hân Hân đã không biết từ lúc nào đã bò lên một tầng tráng đỏ. Bình tĩnh, bình tĩnh, đây chính là muốn làm đệ đệ nuôi người tần hân hân phục hồi tinh thần lại vội vàng dùng hai bàn tay mảnh khảnh vỗ nhẹ hai má mình buộc bản thân phải bình tĩnh lại nàng cùng trương hạo từ nhỏ quen biết nhưng vẫn luôn coi trương hạo như em trai chiếu cố làm lại chưa từng giống như hôm nay sinh ra loại cảm xúc khó hiểu này chính mình đây là làm sao vậy ngay khi tần hân hân còn đang bình phục tâm tình của mình trương hạo đã bắt đầu điều chỉnh thiết bị truyền hình trực tiếp Phát sóng trực tiếp khảo cổ này là hạng mục trọng điểm được cấp trên phê duyệt, thiết bị sử dụng tự nhiên đều là cao cấp nhất. Cố ý mua máy bay không người lái kiểu mới nhất của Tiểu Cương, có thể tự động truy tìm động tác thay đổi góc độ của con người. Hơn nữa tín hiệu rất mạnh, trong bất kỳ môi trường nào cũng có thể truyền hình ảnh HD 4K đến nền tảng phát sóng trực tiếp. Sau khi điều chỉnh xong, máy bay không người lái chậm rãi bay lên giữa không trung, camera phía trên cũng nhắm ngay Trương Hạo đem hình ảnh quay được truyền đến một con cá nào đó. Mà theo truyền hình trực tiếp mở ra, Trương Hạo trong đầu cũng lần nữa vang lên hệ thống máy móc như nhắc nhở âm. Tích đinh. Kiểm tra đo lường được ký chủ đã mở ra phát sóng trực tiếp, hệ thống đem tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành đã có khen thưởng. Nhân khí đạt tới 30.000, thưởng cho hắc kim cổ đao. Nhân khí đạt tới 5.000, thưởng cho dạ đồng. Nhân khí đạt tới 100.000 thưởng cho khôi tinh đá đấu. Nghe được hệ thống đưa ra nhiệm vụ khen thưởng về sau, Trương Hạo con mắt trực tiếp sáng lên. Ba phần thưởng này đều là đồ vật thực dụng, có thể tăng cường thực lực và tính an toàn của hắn trong mộ. Cho nên, hắn tình thế bắt buộc. Hơn nữa, nhiệm vụ độ khó cũng không cao, có này mạo hiểm kích thích đạo mộ truyền hình trực tiếp tại, hắn không tin truyền hình trực tiếp gian nhân khí tăng không lên. Ngay khi Trương Hạo mừng rỡ trong lòng, phòng truyền hình trực tiếp của hắn đã top 5 top 3 và một ít người xem. Có vài màn đạn lẻ tẻ bay qua. Người mới thuần khiết, xin hỏi đây là phòng truyền hình trực tiếp ngoài trời sao? Chết tiệt, người dẫn chương trình ở ngoài trời phát sóng trực tiếp chất lượng tranh còn có thể cao như vậy. Đây là làm sao làm được? Nhìn góc độ này hình như là dùng máy bay không người lái chụp cùng, chất lượng tranh cao hơn nữa một chút cũng không run, máy bay không người lái phỏng chừng không rẻ a. À không phải là sản phẩm mới nhất của tiểu cương chứ vậy thấp nhất phối đều có mấy chục vạn đi chủ trì là phú nhị đại đến thể nghiệm cuộc sống đến đây đi đây là phòng phát sóng trực tiếp gì vậy nhìn chung quanh giống như là ở vùng hoang dã không người a à. đừng nói nhảm còn giả ngoại không người khu đâu rồi đoán chừng cũng chính là cái kia khe núi bên trong đi thông qua hệ thống nhìn khán giả dần dần đi vào trương hạo nhướng mày hắn giọng cười với ống kính máy bay không người lái, nói: "Hoan nghênh các vị khán giả đến phòng truyền hình trực tiếp, tôi là người dẫn chương trình Trương Hạo, hiện tại tôi đang ở sâu trong núi Nghi Mông Tam Đông. Nơi này cũng là Nghi Mông 72 nổi danh. Gần như ngăn cách với thế giới bên ngoài, tàu thuyền không thông, hàng ngoại không vào, hàng thổ không ra. Nhưng Nghi Mông Sơn cũng nằm ở phía nam Tam Đông, từ xưa đã là nơi khởi nguồn của nền văn minh, từ xưa đã xuất hiện lớp lớp nhân tài." được xưng là chung linh dục tú địa kiệt nhân linh bởi vậy cũng có rất nhiều vương hầu chung cất ở đây ở gần đây có một ngôi mộ lớn từ hôm nay trở đi ta sẽ dẫn mọi người đi khảo cổ trong cổ mộ tìm hiểu dấu vết lịch sử và trí tuệ của cổ nhân dứt lời trương hạo xoay người đưa tay chỉ về phía sau camera trên máy bay không người lái lơ lửng giữa không trung cũng truy tìm động tác của trương hạo chậm rãi quay về phía dòng nước chảy không ngừng phía sau trương hạo mà khán giả nghe thấy lời này trực tiếp nổ tung chương không bốn cái này chủ bá thật là hình cầu tươi bạn đang nghe tại truyện chấm audio khảo cổ tôi thấy là trọng mộ đi hình phạt thật ba năm trở lên mười năm trở xuống báo cáo mau báo cáo người dẫn chương trình này muốn trọng mộ là một nhị đẳng công hư yêu yêu linh sao nơi này có người muốn trọng mộ các ngươi thật đúng là tin nơi này có đại mộ a à, ta xem chính là chủ trì chính mình đào hố to đúng vậy đại mộ là nói phát hiện là có thể phát hiện nếu như người dẫn chương trình nói là thật thì sao tất cả kỹ thuật và nhân tài đều phải thuê từ nước ngoài bảo bối đào ra cũng phải bị nước ngoài lấy đi nghiên cứu triển lãm trước cái này không thi cũng được khảo cổ học có ý nghĩa gì người dẫn chương trình vẫn là sống trọn vẹn đi Người dẫn chương trình cũng là nhân tài, lại có thể nghĩ đến mánh lới này hấp dẫn người xem, có điều phỏng chừng một hồi sẽ không giữ được. Giám định hoàn tất là cái nhàm chán truyền hình trực tiếp gian, chuồng mất, khảo cổ quá nhàm chán, vẫn là đại mùi mùi thú vị, trên lầu, đồng chuồng đồng chuồng. Sau khi Trương Hạo nói xong, phòng truyền hình trực tiếp hiện lên dấu chấm hỏi. Trong phòng truyền hình trực tiếp gần trăm người, căn bản không ai tin tưởng lời Trương Hạo nói đều cho rằng trương hạo là một tiểu phát thanh viên dựa vào mánh lới hấp dẫn ánh mắt mà thôi mà trương hạo trước khi phát sóng cũng đều dự đoán được sẽ có một mạng này dù sao trước khi phát sóng trực tiếp tương tự chưa từng có người xem không tin hắn cũng là bình thường nghĩ vậy trương hạo liền nói với ống kính phòng truyền hình trực tiếp là phòng khảo cổ đứng đắn có đội khảo cổ chuyên nghiệp đi theo mục đích là mang theo mọi người lĩnh hội dấu vết lịch sử nói xong liền mang theo máy bay không người lái đi về phía nơi đội viên khảo cổ tụ tập cách đó không xa chuẩn bị phỏng vấn một chút không khí sôi nổi của những đội viên đội khảo cổ này thuận tiện tăng thêm độ tin cậy trong lời nói của hắn lúc trương hạo đi tới bên cạnh lại phát hiện đội viên khảo cổ tụ cùng một chỗ đều cau mày vây quanh một tờ giấy da dê cũ nát giống như là đang phát sâu vì chuyện gì điều này làm cho trương hạo thập phần tò mò nghĩ vậy Trương Hạo đi tới bên cạnh một vị lão giả trong đám người này, mở miệng hỏi. Giáo sư Trần, đã xảy ra chuyện gì vậy? Giáo sư Trần là bạn chí giao của ông nội Trương Hạo, vô cùng chăm sóc ông. Cậu có thể vào đội khảo cổ cũng có giáo sư Trần trợ giúp sau lưng. Bằng không chỉ dựa vào đề cử của Tần Hân Hân, không có khả năng để cho hắn thuận lợi tiến vào trong đội khảo cổ như vậy. Đồng thời giáo sư Trần cũng là một vị tiền bối được kỳ vọng cao trong giới khảo cổ lượng tri thức dự trữ thập phần kinh người. Đã từng vì quốc gia khai cuộc không ít vương hầu đại mộ. Cho nên Trương Hạo hết sức tò mò, rốt cuộc là chuyện gì khiến một người như giáo sư Trần mặt ủ mày chau Giáo sư Trần nghe thấy giọng nói của Trương Hạo, nhìn hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Tiến trình khảo cổ gặp trở ngại. Lần này phát hiện mộ tán chính là bởi vì có người nộp lên phần giấy da dê này, căn cứ vào văn tự ghi chép tìm được nơi này. Nhưng, bởi vì kỹ thuật khảo cổ học hạn chế cùng giấy da không trọn vẹn chỉ có thể tìm tới nơi này không cách nào xác định mộ tán chính xác vị trí tiểu hạo chuyện cậu truyền hình trực tiếp cũng phải tạm thời thả xuống chờ tìm được vị trí mộ tán chính xác mới bắt đầu lại nghe nói như thế lông mày trương hạo cũng hơi nhíu lại mục đích truyền hình trực tiếp khảo cổ lần này là để tuyên truyền cho đội khảo cổ phát huy sự nghiệp khảo cổ mà khảo cổ vừa mới bắt đầu đã gặp phải bế tắc điều này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến hình tượng chính diện của đội khảo cổ. Cho nên, vị trí mộ táng này một ngày không xác định, hắn phát sóng trực tiếp một ngày liền không cách nào một lần nữa bắt đầu. Cái này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hệ thống nhiệm vụ tiến trình, hắn cũng không muốn tiêu phí đại lượng thời gian ngốc chờ. Nghĩ vậy, Trương Hạo nhẹ giọng nói. Ta có thể tìm được vị trí chính xác của mộ táng. Có 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật tại, hắn tự tin có thể tìm được mộ tán vị trí nhưng mà lời này vừa nói ra toàn bộ đội khảo cổ đều lâm vào im lặng một lát sau một tiếng cười nhạo truyền ra sau đó một người trẻ tuổi dáng người gầy gò khuôn mặt âm u đeo kính gọng vàng đi ra biểu tình trào phúng nói đừng đi theo quấy rối chúng ta nhiều người như vậy đều nghiên cứu không ra chỉ bằng ngươi cũng có thể tìm được mộ tán vị trí lời này vừa nói ra tất cả đội viên khảo cổ bên cạnh cũng bắt đầu phụ hòa theo. Vị trí mộ tán này vô cùng thần bí, ngay cả giáo sư Trần Kiến thức trọng rãi cũng không hiểu ra sao. Mà trong ấn tượng của bọn họ, mà một người không học vấn không nghề nghiệp trong ấn tượng của bọn họ lại nói có thể tìm được vị trí mộ tán. Đều bắt đầu âm thầm cười trộm, Trương Hạo không biết tự lượng sức mình. Không chỉ là những đội viên khảo cổ này, ngay cả khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng bắt đầu quét màn hình không nghĩ tới đây đúng là phòng truyền hình khảo cổ đứng đắn nhưng người dẫn chương trình lại không biết giáo sư trần nói tìm không thấy mộ ông lại có gan nói có thể tìm được chính là tiểu tử này ai vậy tự nhận mình còn mạnh hơn giáo sư trần sao đúng vậy giáo sư trần là giáo sư nổi tiếng trong nước trong giới khảo cổ quốc tế đều có chút quyền lên tiếng có thể nói là nhân vật cấp quốc bảo ở đâu tới nhảy nhót hề ở chuyên nghiệp giáo sư trước mặt múa rìu qua mắt thợ chủ trì thật sự là điên rồi dám ở trận giáo sư trước mặt khoe khoang ngồi chờ người dẫn chương trình bị vã mặt cộng một cộng một sau khi hiểu rõ thân phận của giáo sư trần khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều bắt đầu ngồi chờ trương hạo bị đánh vào mặt trong mắt bọn họ trương hạo đã biến thành một người trẻ tuổi khinh cuồng vừa mới học được một ít tri thức liền khoe khoang trước mặt lão tiền bối mà trong đội khảo cổ hiếm khi thấy trương hạo biểu đạt ý kiến giáo sư Trần lại cảm thấy rất hứng thú. Tiểu Hạo, cậu có ý kiến gì, có thể nói ra. Nghe nói như thế, người trẻ tuổi mang theo đôi mắt tơ vàng, âm u nhìn về phía Trương Hạo. Chương không năm. Nhìn thật là náo nhiệt. Hàng phía trước thấu suốt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Giáo sư Trần, tôi cảm thấy không cần phải nghe ông ta lãng phí thời gian ở đây, nên nhanh chóng liên lạc với đoàn khảo cổ nước ngoài, thuê kỹ thuật và nhân tài của họ, như vậy mới có thể tiết kiệm thời gian, mau chóng khai cuộc mộ táng. Nghe thấy lời này giáo sư Trần hơi nhíu mày nói với người thanh niên âm u, cố ngôn, đội khảo cổ của chúng ta là một chỉnh thể, có vấn đề gì tất cả mọi người có thể nói ra bất cứ lúc nào, phải tiếp thu ý kiến quần chúng. Nói xong, giáo sư Trần quay đầu nói với Trương Hạo. Tiểu Hạo, còn có ý gì cứ việc nói ra. Cố Ngôn nghe thấy lời nói của giáo sư Trần sắc mặt càng thêm âm trầm, hừ lạnh một tiếng với Trương Hạo. "Ta không tin ngươi có thể nói ra cái gì." Nói xong liền nhìn chằm chằm Trương Hạo, tự hồ đang chờ Trương Hạo mất mặt xấu hổ. Đội viên khảo cổ xung quanh thấy vậy trong lòng thầm thở dài một tiếng, Cố Ngôn lại bắt đầu. Thù giữa Cố Ngôn và Trương Hạo không phải hôm nay mới kết thúc, từ lúc đội khảo cổ mới thành lập hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Cố Ngôn này là từ nước ngoài du học trở về, học qua nước ngoài tiên tiến kỹ thuật, cho nên làm người thập phần cao ngạo, coi trời bằng vung. Sau khi biết được Trương Hạo dựa vào quan hệ mới tiến vào đội khảo cổ, lại càng nhìn không nổi Trương Hạo, trong lời nói có nhiều ý tứ nhục nhã. Mà tiền thân Trương Hạo bởi vì ông nội che chở cho tới bây giờ chưa từng bị tức giận như vậy, tính tình nóng nảy cũng lập tức nổi lên. Đè Cố Ngôn xuống đất một trận, đánh cho hắn vô cùng chật vật từ đó về sau cố ngôn thường xuyên tìm trương hạo gây phiền phức lần này cũng không ngoại lệ chính là đang cố ý nhục nhã trương hạo mà người trong phòng phát sóng trực tiếp sau khi nhìn thấy một màn này lại đều bắt đầu hưng phấn lên có náo nhiệt xem hàng đầu xem lửa đặt cược đặt cược đánh cược một chút ai sẽ bị đánh mặt cái này còn phải đánh cuộc sao người dẫn chương trình khẳng định không được mặc dù cái này gọi cố ngôn người cùng một ít, nhưng là nói thật, tình huống hiện tại hướng ngoại quốc cho thuê kỹ thuật nhân tài là lựa chọn tốt nhất. Cũng chính là giáo sư Trần Thân có phong phạm trưởng giả, loại người quấy rối này đổi bên cạnh tôi đã sớm bị đánh chạy. Bất quá ta ngược lại là muốn nhìn xem phát thanh viên vả mặt cố ngôn, trà trộn nào đó cá trực tiếp nhiều năm như vậy sóng to gió lớn gì đều trải qua, nhưng còn chưa từng thấy qua đảo ngược ăn cứt. Nói như vậy tôi cũng muốn biết một chút bị sự náo nhiệt này hấp dẫn, phòng truyền hình lập tức náo nhiệt hẳn lên. Rất nhiều người đi ra thảo luận, hơn nữa còn gọi thân bằng hảo hữu của mình tới vây xem. Không ít người đều bị náo nhiệt này hấp dẫn. Nhân số rất nhanh thẳng tắp tăng lên, từ không đến một trăm lên tới mấy trăm lại đến mấy ngàn, hơn nữa còn đang không ngừng liên tục tăng lên. Nhưng mà, Trương Hạo lại mặc kệ những thứ này, trong mắt hắn, cổ ngôn bất quá chỉ là một tên hề nhảy nhóc mà thôi chờ một lát sau khi hắn tìm được vị trí chính xác của mộ táng, cổ ngôn sẽ tự làm mặt mình sưng lên. nghĩ vậy, trương hạo chậm rãi nhìn chung quanh một vòng địa hình, sau đó bình tĩnh mở miệng nói: nghi mông sơn tuy không cao so với mực nước biển, nhưng thế núi vô cùng nguy hiểm. vách núi dốc đứng, đá vụn san sát. bất quá, cũng chính là thế núi hiểm trở này mới tạo nên nơi này. các ngươi xem, nơi đây ở trong dãy núi dựa vào núi gần sông ba mặt vây quanh núi, một mặt vào nước, có ý tứ ẩn trướng, tụ khí nạp nước. Vừa nhìn đã biết là một quý địa hiếm có, bố cục cực lớn, không phải người bình thường có thể tiêu thụ. Trương Hạo Thân mang 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật toàn bộ thiên, đối với các loại phong thủy chi thuật tự nhiên thuộc như lòng bàn tay. Cho nên đại khái đảo qua liền nhìn ra manh mối trong đó, không chút phí sức thốt ra. Sau khi xem xong bố cục phong thủy đại khái, Trương Hạo lại bắt đầu lấy bản lĩnh có được trong bí thuật âm dương phong thủy 16 chữ. Vạn vật trên thế gian này đều chú ý một phương pháp cân bằng, ông ấp âm dương, ngũ hành đầy đủ mới có thể sinh sôi không ngừng. Các ngươi xem, nơi này núi hiểm rừng sâu, nước cấp thạch mang, bầu trời huyền nhật lại bổ toàn hỏa tượng, ngũ hành kiện toàn, là cái tự nhiên nạp dương chi địa. Âm tượng kia tự nhiên rơi vào trong động nước rồi. Cho nên muốn đi vào nội địa chỉ có đi đường thủy này, xuyên qua một đạo thủy động mới được bất quá bên trong có thể ẩn chứa không ít tà vật sẽ thập phần hung hiểm nói xong ánh mắt trương hạo nhìn về phía thủy động đột nhiên ngưng tụ cái hồ nước này có gì đó không đúng vừa rồi đang bận rộn truyền hình trực tiếp hắn cũng không có chú ý mà lần này sau khi cẩn thận đánh giá trong lòng hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra nơi này núi non cây cối hà đạo thủy động đều cùng hắn kiếp trước chỗ quen thuộc trọng mộ hoàn cảnh thập phần giống nhau, bao gồm cả địa điểm. Quả thực chính là phục chế ra, giống nhau như đúc. Bởi vì thế giới này cũng không có những kia trộm mộ tác phẩm, cho nên những này người xem sau khi nhìn thấy cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Nhưng Trương Hạo lại rõ ràng, nếu nơi này thật sự là ngôi mộ hắn quen thuộc, vậy thủy động phía trước chính là nơi tích thi vô cùng hung hiểm kia. Chương 06. Ta dựa vào cái này chủ bá đến cùng là làm gì bạn đang nghe tại truyện chấm audio nếu đúng như hắn nghĩ nơi này chính là một nơi mười phần u ám điều này làm cho trương hạo không thể không lưu tâm âm thầm đề cao vài phần cảnh giác nhưng mà đồng thời trong mắt của hắn còn hiện lên một tia hưng phấn hắn kiếp trước thời điểm liền thập phần si mê với những này đạo mộ tác phẩm cơ hồ tất cả tác phẩm đánh cực thuộc nằm lòng thậm chí còn từng ảo tưởng có một ngày có thể khai quật ra mộ táng trong những tác phẩm kia. Nếu mộ táng này thật sự là ngôi mộ mà hắn biết rõ, thì coi như đã hoàn thành giấc mộng của hắn. Về phần sợ hãi, Trương Hạo căn bản không có nảy sinh loại cảm xúc này. Hắn thân mang cùng kỳ huyết mạch cùng 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật, căn bản không sợ cái này tích thi địa hung hiểm. Chỉ có thể nói, hắn đang mơ hồ chờ mong mà ngay khi suy nghĩ trong đầu trương hạo cuồng cuộn khán giả đã nhiệt liệt thảo luận ta kháo ta kháo người dẫn chương trình này có thể a à, nói đạo lý rõ ràng không phải là thật chứ người dẫn chương trình này rốt cuộc là làm gì mấy thứ này há mồm là tới mặc dù không biết anh đang nói cái gì nhưng cảm giác rất chuyên nghiệp cái rắm tôi thấy chính là đang ăn nói lung tung sao không nói thẳng bên trong có quỷ chính là Long quốc phong thủy bác đại tinh thâm, đó là một cái 20 tuổi mau tiểu tử có thể biết rõ ràng. Các cậu đừng nói, mấy từ ngũ hành bát quái này còn nói một đằng một nẻo, rất dọa người. Ta dám đánh cuộc, tiếng cái kia động nước bên trong cái gì cũng không có, chỉ là chủ trì tại cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Có thể giải thích một chút, người này rốt cuộc là đang trang bức hay là thật sự có thứ gì đó không? Trong mắt khán giả, Trương Hạo vừa mới giới thiệu những thứ kia chẳng qua là nói bậy bạ hút ánh mắt người khác mà thôi căn bản cũng không ai tin tưởng bởi vì phong thủy quá bác đại tinh thâm những lão giả chân chính tinh thông phong thủy đại sư nào không phải râu tóc bạc phơ đạo cốt tiên phong lại nhìn bộ dáng trương hạo tuy rằng tướng mạo tuấn mỹ dáng người cao ngất đặt ở trong một đám người dẫn chương trình nhan sắc đều là nổi tiếng thế nhưng từ trong miệng hắn nói ra những chuyện phong thủy này lại không có chút độ tin cậy nào có thể chính là từ nơi nào tìm được một ít bộ từ đang diễn xuất, lập nhân thiết mà thôi. Bất quá, những người xem này mặc dù cho rằng lời Trương Hạo nói là giả, nhưng mà cũng đều bị Trương Hạo gợi lên lòng hiếu kỳ. Muốn xem bước tiếp theo Trương Hạo còn có hành động gì. Hoặc là nói, bọn họ giống như nhìn Trương Hạo lúc lời nói dối bị vạch trần thì hỗn hển xấu mặt. Thậm chí có đại lượng người xem bắt đầu chia sẻ liên kết, chào hỏi bằng hữu thân nhân của mình cùng nhau xem mà hành động này cũng làm cho nhân khí trong phòng truyền hình trực tiếp của trương hạo tăng điên cuồng chỉ trong chốc lát nhân số phòng truyền hình trực tiếp của trương hạo đã qua vạn hơn nữa còn chưa dừng lại vẫn tiếp tục tăng trưởng hơn nữa không chỉ có người trong phòng truyền hình trực tiếp sửng sốt mà ngay cả người trong đội khảo cổ cũng đứng yên tại chỗ trong ấn tượng của bọn họ khảo cổ vẫn là hạng mục khoa học nghiêm cẩn phải vận dụng rất nhiều thủ đoạn khoa học kỹ thuật và văn hiến lịch sử mới được mà Trương Hạo nói những học thuyết phong thủy này đã liên quan đến tri thức của mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người không kịp phản ứng. Thật lâu sau, Cố Ngôn mới phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Quả nhiên, văn hóa trình độ càng không cao, càng là sẽ tin tưởng trong nước những huyền học này, còn nói cái gì âm u chi địa, bên trong đại hung, người như thế nào không trực tiếp nói bên trong có nữ quỷ. Tôi thấy chúng ta nên nhanh chóng liên hệ với đội ngũ kỹ thuật nước ngoài hiện tại cũng chỉ có kỹ thuật cao nước ngoài mới có thể tìm được vị trí chính xác của mộ táng. Lời này vừa nói ra, giáo sư Trần trầm ngâm một lúc lâu đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Không cần liên lạc với nước ngoài, chúng ta trước tiên dựa theo Tiểu Hạo nói thử một lần. Lời này vừa nói ra, các đội viên khảo cổ bên cạnh đều kinh ngạc trợn tròn mắt, nhất là Cố Ngôn, sắc mặt xanh mét. Không ai trong số họ mong đợi điều đó. Giáo sư Trần lại tin mấy câu bị chuyện của Trương Hạo đi thủy động nào dò xét vừa tới vừa lui đều hao phí thời gian cùng tinh lực quý báu của bọn họ nghĩ vậy liền có mấy người muốn đứng ra khuyên can giáo sư trần một chút cảm thấy vẫn là liên hệ đội kỹ thuật nước ngoài cho thỏa đáng tuy rằng sẽ tiêu phí đại lượng tiền tài còn có thể bị lấy đi một bộ phận văn vật trước cho người ta nghiên cứu tham quan nhưng cũng may càng thêm ổn thỏa mà ngay khi bọn họ vừa mới bước ra một bước giáo sư trần lại xua tay ngăn bọn họ lại mở miệng nói không cần nhiều lời chuyện này tôi có suy tính của riêng mình đến khi không thể thực hiện được thì liên lạc với cơ quan của giặc cũng không muộn giáo sư trần là một lão học giả làm người bảo thủ chính phái mà đời này hận nhất chính là những đoàn đội ngoại quốc ỷ vào kỹ thuật thủ đoạn liền chèn ép người lén gọi những người nước ngoài kia là giặc cho nên nghe thấy những người này muốn liên lạc với đoàn đội nước ngoài liền theo bản năng kháng cự hơn nữa hắn tham gia khảo cổ nhiều năm như vậy Đối với một ít phong thủy của đại mộ cũng từng có một ít hiểu biết, cho nên nghe Trương Hạo nói phong thủy huyền học, cũng có thể nghe hiểu nửa vời. Nghe còn có chút đạo lý, thậm chí có nhiều chỗ có thể cùng ý nghĩ của hắn làm bằng chứng. Nói xong, giáo sư Trần mới quyết định đi vào trong hồ nước kia thử một lần. Chung quy hiện tại cũng không có đường ra khác, ngựa chết coi như ngựa sống đi. Mà những đội viên khảo cổ khác sau khi nghe giáo sư Trần nói, cũng đều bất đắc dĩ tản ra đều tự chuẩn bị sẵn sàng tiến vào thủy động. Chương 7 Ta sát Kém chút cho gia sợ tè ra quần. Cái này Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đợi sau khi mọi người chuẩn bị thỏa đáng, liền đem bè da bơm hơi bỏ vào trong nước, chuẩn bị ngồi bè da này tiến vào trong động nước. Mà ngay khi mọi người chuẩn bị lên thuyền, Tần Hân Hân lại lặng lẽ kéo Trương Hạo sang một bên. Vẻ mặt có chút lo lắng nhỏ giọng mở miệng hỏi, Trương Hạo, ngươi rốt cuộc có nắm chắc hay không cái kia thủy động chính là thông lộ đi thông mộ tán. Nếu như không được tôi sẽ cùng giáo sư Trần nghĩ biện pháp, ngàn vạn lần đừng cậy mạnh. Trương Hạo dù sao cũng dựa vào quan hệ giữa cô và giáo sư Trần mà mạnh mẽ tiến vào đội khảo cổ, có không ít người phê bình kín đáo về Trương Hạo. Bất quá trước đây Trương Hạo cũng không có làm sai chuyện gì, bọn họ cũng không tiện phát tác. Nhưng hiện tại Trương Hạo lại tự mình đem đề tài đưa đến trong tay những người này nếu lần này trương hạo chỉ sai đường những người này nhất định sẽ mượn chuyện này chỉ trích trương hạo hơn nữa có cố ngôn ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa rất có thể sẽ đuổi trương hạo ra khỏi đội khảo cổ điều này làm cho tần hân hân thập phần lo lắng sau khi biết được tin tức liền vội vàng tìm đến trương hạo để tìm hiểu tình huống mà trương hạo nhìn bộ dáng lo lắng của tần hân hân trong lòng ấm áp lập tức khóe miệng gợi lên một nụ cười yên tâm đi đều ở trong lòng bàn tay của ta. Nói xong, liền lôi kéo Tần Hân Hân đi về phía bè da. Mà Tần Hân Hân nhìn bộ dáng Trương Hạo không khỏi có chút ngây dại. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trương Hạo tự tin như vậy. Trong nháy mắt đó, nàng phản phất ở trên người Trương Hạo nhìn thấy một vị cường giả đang quan sát toàn cục, đều đang nắm giữ bộ dáng. Trái tim thật vất vả mới bình phục lại, lại lặng lẽ rung động lần nữa cô ấy có vẻ rất thích Trương hào như vậy. Chờ sau khi mọi người leo lên bè da, liền theo đường sông mà xuống. Bởi vì kích động dòng sông, bè da vẻn vẹn là một hồi công phu cũng đã đi vào trong động nước. Vừa tiến vào trong thủy động, mọi người liền cảm giác được nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống. Nhưng cũng không phải cái loại cảm giác mát mẻ này, mà là một cổ bóng trâm từ trong lòng đi ra ngoài. Rõ ràng là ngày mùng 3 tháng 6, ở chỗ này lại lạnh đến mức làm cho người ta muốn đánh chiến tranh lạnh. Hơn nữa, bên trong nham động này một mảnh đen kịt, một chút ánh sáng cũng không có. Giống như có một tầng sương mù đen che mắt người. Một đám đội viên khảo cổ thấy thế đều nhau nhau lấy đèn pin mắt sói từ trong ba lô ra. Tuy rằng mở ra này quân dụng cường quan đèn pin, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng mọi người trước người khoảng cách 2-3 mét. Cũng may số lượng đông đảo, cũng đủ cho mọi người lái bè da chạy bình thường trong động nước cổ quái này mà bởi vì này mắt sói đèn pin bắn ra cường quan cắt phá điểm điểm hắc ám vừa vặn cũng làm cho phòng truyền hình trực tiếp một đám người thấy rõ này thủy động bên trong tình hình hắc 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 thủy thủy động lúc đánh mặt sắp tới cái này chủ trì trong chốc lát sẽ không vì mặt mũi của mình làm bộ chính mình nhìn thấy quỷ sau đó điên chạy điên kêu đi tôi cá năm đồng trên lầu nói đúng tôi với năm đồng. Không nhất định, ta là người bản địa Tam Đông, thủy động này ở chỗ chúng ta có chút truyền thuyết, hơn nữa còn có người mất tích, sống không thấy người là loại không thấy xác. Hai tử trên lầu đừng ngốc, chỗ nào còn chưa có chút truyền thuyết gì, sự tích mất tích, trong sông bên chúng ta còn truyền thuyết có rồng, lão tử từ nhỏ bơi tới lớn cũng chưa từng thấy qua. Phàm là đầu óc rõ ràng một chút đều có thể suy nghĩ cẩn thận, đây chính là đang cố làm ra vẻ huyền bí làm náo nhiệt xem là tốt rồi. Cũng khó nói, nhìn chủ trì kia tự tin dáng vẻ không giống như là đang nói hưu nói vượng, nói không chừng thật sự có chút đồ vật đây. Mau nhìn. Có kẻ ngốc thật tin. Mà ngay tại thời điểm người xem đang nghị luận nghiêng về một phía, đột nhiên xuất hiện một đống màn đạn phá vỡ cục diện. Vụ thảo. Các người đừng nói chuyện nữa, trong động nước này có thứ gì đó. Ta kháo thiếu chút nữa bị gia dọa tè ra quần. Nơi này sao lại xuất hiện nhiều xương người như vậy? Sẽ không thật để cho chủ trị nói trúng. Nơi này là cái gì hội âm chi địa đi? Các ngươi xem, sắc mặt người trong đội khảo cổ đều đã thay đổi. Giống như màn đạn nói, lúc này sắc mặt những người trong đội khảo cổ đều không tốt lắm. Toàn bộ đều vẽ mặt trắng bệch nhìn chằm chằm bờ sông hai bên động nước. Quả thật bọn họ đều là đội viên khảo cổ đã nhìn quen thi thể và xương khô nhưng không kịp đề phòng xuất hiện nhiều như vậy cũng làm cho bọn họ hoảng sợ hơn nữa nhìn bộ dáng những xương người này niên đại nào cũng có có người đã trở thành xương trắng dày đặc có người phía trên còn lưu lại da thịt thối rửa này càng có một số vẫn là gần nhất bộ dáng thi thể vẫn còn nguyên vẹn điều này làm cho trong lòng bọn họ bắt đầu còn nghi ngờ trong thủy động này rốt cuộc có bí mật gì chẳng lẽ đúng như lời trương hạo nói đây là thông đạo đi thông mộ tán hơn nữa còn là nơi âm u gì đó bên trong thai ngén ra tà ma gì cũng may năng lực chịu đựng của những người này coi như cường đại một hồi sau liền dần dần thích ứng tình huống trong động nước dần dần khôi phục bình tĩnh mà lúc này trương hạo đứng ở đầu thuyền thần sắc lại trở nên ngưng trọng ps lợi của tác giả sách mới đêm qua vừa mới phát ra có độc giả đại lão chứng kiến lời này cầu duy trì một đợt, miễn phí hoa tươi cùng miễn phí phiếu đánh giá đi một bước, tác giả vạn phần cảm kích, nhất định sẽ cho lực đổi mới. Cầu hoa tươi Cầu phiếu đánh giá Cầu ủng hộ Chương 08 Đánh rắm, trên lầu, ta vừa mới nhưng nhìn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Sau khi tiến vào nham động này, Trương Hạo đã có thể xác định Nơi này quả nhiên đúng như hắn nghĩ, chính là ngôi mộ lớn mà hắn quen thuộc vậy nói cách khác bố cục bên trong cùng sắp gặp đồ vật đều cùng hắn chỗ quen thuộc tình huống không kém nhiều lắm con đường phía trước này đối với đội viên khảo cổ phía sau hắn mà nói sẽ thập phần hung hiểm ngay khi suy nghĩ của trương hạo còn đang cuồn cuộn mọi người ngồi bè da đã đi tới một chỗ địa thế càng thêm chật hẹp cửa động cửa động này vô cùng nhỏ hẹp chỉ lớn hơn bè da một chút nhất định phải cúi đầu không lưng mới có thể đi qua. Nơi này có thể thật sự là thông lộ đi tới mộ táng. Giáo sư Trần nhìn cửa động đột nhiên trở nên hẹp đột nhiên hưng phấn mở miệng nói. Các em xem cửa động này, vô cùng ngay ngắn, gần vườn cổ, vừa nhìn đã biết là thủy đạo động do con người xây dựng. Bởi vì đào thủy đạo động công nghệ thập phần rườm ra, cho nên có thể tu kiến đạo mộ tặc nhất định là cái kinh niên tay lão luyện, người như thế ngoại trừ có 10 phần nắm chắc, sẽ không dễ dàng ra tay cho nên cái này thủy đạo phía trước nhất định là có đại mộ giáo sư trần vừa nói ra lời này phòng truyền hình lập tức nhấc lên sóng to gió lớn con đường mà người dẫn chương trình này chỉ dĩ nhiên là thật thủy động này thật đúng là con đường thông tới mộ táng người dẫn chương trình này khẳng định có chút gì đó nếu không làm sao dám khoe khoang trước mặt giáo sư trần nói bậy trên lầu ta vừa mới nhìn thấy ngươi là người mắng hung nhất đây là người dẫn chương trình a đây là đại thần a tùy ý nhìn hai mắt liền tìm được đường thông xong mộ tán tôi quỳ rồi ngôi mộ giáo sư trần không tìm thấy lại bị đại thần dễ dàng tìm thấy xong rồi ta vừa rồi còn mắng hắn hắn có thể đến đào mộ tổ tiên nhà ta hay không tuy rằng chủ trì tìm được đường nhưng là nhìn phương pháp không giống như là khảo cổ ngược lại giống như là trọng mộ a nếu quả thật theo như lời hắn nói, cái động này không chỉ thông đường còn là nơi tập trung của a phiêu Tôi cảm thấy là mơ hồ, nào có chuyện gì tà gì. Đúng đúng đúng, trừ phi hắn đem những tà ma kia gọi ra cho chúng ta xem một chút, bằng không chủ trị chính là mèo mù đụng phải chuột chết. Sau khi nghe giáo sư Trần nói, tất cả mọi người trong phòng truyền hình trực tiếp đều chấn kinh. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới, cuối cùng bị đánh mặt dĩ nhiên là chính bọn họ. Một bộ phận người đối với Trương Hạo thái độ càng là trực tiếp 180 độ đại chuyển biến. Giận dữ cùng hoài nghi lúc trước trong nháy mắt biến thành sùng bái cùng cung kính, một ngụm một tiếng đại thần kêu rất thân thiết. Tuy rằng còn có vài người nghi ngờ tính chân thực của lời nói của Trương Hạo, nhưng cũng không thể bỏ đi cảm xúc dân cao trong phòng truyền hình trực tiếp. Thậm chí nhau nhau bắt đầu soát lễ vật, tiến hành khen thưởng cá nhân. Hành động này cũng làm cho số người trong phòng phát sóng trực tiếp tăng vọt, trong nháy mắt liền phá vỡ hai vạn đại quan không chỉ là phòng truyền hình trực tiếp trên bề da tất cả mọi người trên mặt cũng đều treo lên khiếp sợ biểu tình những người này kỳ thật là trong lòng không tin những thứ trương hạo nói bọn họ không tin một người vốn không học vấn không nghề nghiệp tùy ý liếc mắt một cái là có thể tìm được ngôi mộ lớn mà bọn họ hao hết công sức cũng không tìm được thậm chí có một số người thủy nhập động căn bản là không có ý định dò xét mộ táng mà là đang chờ xem chuyện cười của Trương Hạo. Nhưng mà, hiện thực lại hung hăng đánh vào mặt bọn họ. Thủy động này dĩ nhiên thật sự là thông lộ thông tới mộ tán kia. Bọn họ không chỉ không xem thành trò cười, ngược lại chính mình biến thành trò cười. Nhất là Cố Ngôn, vẻ mặt xanh mét. Sắc mặt quả thực so với ăn cứt còn khó coi hơn. Vốn hắn tràn đầy tự tin muốn ở lĩnh vực chuyên nghiệp hung hăng đánh vào mặt Trương Hạo một lần. Tìm lại nơi hắn bị đánh nhưng mà không nghĩ tới lại thật sự bị trương hạo tìm được điều này làm cho cố ngôn trong lòng khó có thể tiếp nhận vẻ mặt khó coi chỉ vào trương hạo lớn tiếng nói ngươi nhất định là lừa gạt nếu không ngươi có thể dựa vào những phong thủy vô dụng kia huyền học có thể tìm được mộ tán thứ đó chẳng qua chỉ là bán nghệ bên đường mánh khóe hù người mà thôi muốn tìm mộ còn phải vận dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài mới được nghe thấy lời này không đợi trương hạo có phản ứng gì mặt giáo sư Trần tối sầm lại, hư lạnh một tiếng nói. Thứ mà lão tổ tông Long quốc ta để lại há có thể so sánh với những tiểu quốc phiên ngoại kia. Phong thủy sư có lịch sử lâu đời là một môn huyền thuật, gió là nguyên khí và trường năng, nước chính là lưu động và biến hóa, tư tưởng cốt lõi của phong thủy là sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, đạt tới thiên nhân hợp nhất. Những thứ này đều là du du năm nghìn năm văn hóa lịch sử trầm tích, những giặc kia lấy cái gì so với chúng ta nếu nói không được, vẫn là ngươi người không được. Trong coi lão tổ tông lưu lại bảo tàng lại đi làm nước ngoài quỷ tử liếm chó. Mặt trăng ở nước ngoài, chưa chắc đã tròn như chúng ta. Lời nói của giáo sư Trần khiến phòng truyền hình sôi trào lần nữa. Chương không chính Gia hỏa này không phải nói tìm được mộ liền ngã lập. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ta kháo, cố ngôn này lại là một con chó mộ dương. Thật ghê tởm may mà tôi cho rằng cố ngôn này không tệ, không ngờ lại là một tên khốn kiếp. Tên này không phải nói tìm được mộ liền lập tức ăn cướp sao, mau ăn nha. Trách không được lúc trước đặt cược đảo ngược ăn tường, nguyên lai là mộ dương khuyển đến lừa ăn lừa uống. Cho rằng nước ngoài tốt liền cút ra nước ngoài, ta mên mong lòng quốc không kém cái này một con chó. Trần giáo sư rốt cuộc là trần giáo sư, một phen nói có lý có cứ, nghe được ta nhiệt huyết sôi trào tráng tài đại long quốc ta long quốc uy vũ giáo sư trần so với một số người thật sự là phân cao thấp đây mới là văn nhân khí khái văn hóa tự tin của nước lớn khán giả trong phòng truyền hình nghị luận sôi nổi những lời kia của giáo sư trần làm cho không ít người đều thiêu đốt lòng yêu nước hừng hực so sánh lời nói và việc làm của cố ngôn lúc trước hầu như mọi người trong phòng truyền hình đều chỉ mũi nhọn vào hắn dù sao sự nghiệp khảo cổ suy bại cho tới nay đều là nỗi đau của long quốc mà cố ngôn còn điên cuồng tìm đường chết không mắng hắn cũng không phải người long quốc tuy nhiên cũng có một số khán giả nảy sinh nghi ngờ về vấn đề này mặc dù phần lớn là khán giả mới vào không hiểu tình hình nhưng mà cũng mang theo một mảnh tiết tấu không tốt không thổi không đen ở phương diện khảo cổ này long quốc quả thật cần dựa vào nước ngoài mặc dù lời nói của cố ngôn có chút cực đoan nhưng cũng là lời nói thật, chính là, Trương Hạo kia nói không chừng cũng chính là lừa gạt, muốn hắn nói đều là sự thật, chẳng lẽ trong này thật sự có cái gì a phiêu? Tuy rằng phong thủy huyền thuật là lão tổ tông lưu lại, nhưng là cũng chỉ có thể làm cái tham khảo, đứng đắn khảo cổ vẫn là muốn mượn khoa học kỹ thuật lực lượng. Bất quá là mèo mù đụng phải chuột chết mà thôi, có vài người thật đúng là coi trọng mấy thứ này. Trương Hạo nhìn đám ma loạn vũ trong màn đạn, trên mặt không có một tia biến hóa trong lòng lại càng không có nhấc lên chút gợn sóng nào. Phòng truyền hình trực tiếp nhân số đông đảo, cái gì ngưu quỷ xà thần đều có, nếu cùng bọn họ tích cực, đó mới là thật sự thua. Vẫn còn. Bị giáo sư Trần Răng dạy xong, cố ngôn lại yếu siêu như quả cà tím. Không còn kiêu ngạo kiêu ngạo như trước nữa. Chỉ là trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, tuyệt đối phải đem trận này tìm trở về. Tìm được mộ tán thông lộ vẫn chỉ là cửa thứ nhất mà thôi trước để cho bọn họ đắc ý sau đó tổng hội chứng minh hắn mới là đúng ngay khi mọi người trên thuyền đều có tâm sự riêng dòng nước trong sông lập tức trở nên chảy xiết dòng sông kích động mang theo bè da lập tức lao ra khỏi thủy đạo động hẹp dài này không gian trước mắt mọi người đột nhiên trở nên rộng rãi hơn rất nhiều đi tới một địa phương tương tự như viên đàm bên trong khắp nơi đều là dòng chảy loạn kích động bè da chạy tán loạn khắp nơi để cho thân hình người trên bè da lắc lư khác nhau thậm chí có mấy người suýt nữa trực tiếp rơi vào trong nước sông. Chèo về phía trước. Phía trước có lối ra. Đúng lúc này, Trương Hạo đột nhiên quát một tiếng. 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật, địa tự thiên hữu ngôn, thủy loạn tắc phong sát, phong vô sát, hình tất hữu khuyết. Nơi này thủy cấp mà loạn chính là địa điểm ngưng tụ phong sát. Nhưng mà, nơi này ngay cả một chút tơ gió cũng không có, chớ nói chi là phong sát cho nên trương hạo kết luận phía trước không xa địa phương nhất định có đường ra mà mọi người nghe thấy lời này trong lòng đều sửng sốt khi trương hạo thốt ra những lời này bọn họ đều cảm nhận được một loại khí chất khó có thể nói rõ trên người trương hạo giống như là thượng vị giả truyền đạt mệnh lệnh căn bản không có cho bọn họ cự tuyệt cơ hồ thậm chí để cho bọn họ theo bản năng liền dựa theo trương hạo theo như lời đi làm chiếc bè da dưới sự toàn lực của mọi người rất nhanh đã xuyên qua một cái cửa động, rời xa khu vực đó. Xung quanh lại biến thành một mảnh tĩnh mịch. Ngay cả nhịp tim của mọi người cũng có thể nghe thấy. Sự yên tĩnh quỷ dị này khiến trong lòng mọi người đều bịt kín một loại cảm giác bất an. Gắt gao nhìn chầm chầm chung quanh. Sợ thoát ra cái gì đó. Đúng lúc này. Trong nước bỗng nhiên lại truyền đến tiếng sột soạt. Thanh âm này giống như là lại vô số thứ đang bơi lội trong nước thanh âm truyền đến thập phần dày đặc chỉ dùng lỗ tai nghe đã biết số lượng đồ vật trong nước sẽ không ít điều này làm cho da đầu mọi người một trận tê dại hơn nữa thanh âm này còn không chỉ là đơn thuần du động thanh trong đó còn xen lẫn một loại quỷ dị giai điệu thanh âm lúc xa lúc gần giống như là có ma lực để cho mọi người nhìn không được đi nghe mấy lần muốn thu liễm tâm thần nhưng lại lực bất tòng tâm trong đầu đều là loại thanh âm này tự hồ có thể khiếp người tâm phách. Thanh âm này cảm giác giống như là móng vuốt mèo ở bên tai cạo thủy tinh, làm cho người ta cảm giác phiền lòng nóng nảy, đầu óc choáng váng. Thậm chí một số đội viên khảo cổ đã xuất hiện ảo giác, đứng dậy muốn nhảy xuống nước. Không chỉ có người của đội khảo cổ, người trong phòng truyền hình trực tiếp cũng bị âm thanh này ảnh hưởng, đầu óc choáng váng, màng nhĩ bị đâm đau. Chỉ có Trương Hạo, sắc mặt không có chút nào thay đổi hai con mắt gắt gao nhìn chầm chầm mặt nước. Bởi vì cùng kỳ huyết mạch nguyên nhân, cho nên thanh âm này đối với hắn căn bản không có tác dụng. Một lát sau, Trương Hạo đột nhiên ra tay với mặt nước. Chương 10 Các ngươi trước tiên chớ quấy rầy, chủ bá trong tay thêm ra. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chỉ thấy, tay Trương Hạo như là ti chớp vẽ ra một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt vương tới trong nước. Đột nhiên rút về lúc trong tay đã nhiều ra một cái kỳ quái sinh vật. sau đó, trương hạo vương hai ngón tay theo sinh vật kỳ quái kia cắm vào, ngón tay khuấy động trong cơ thể con sâu, móc ra một cái, mang ra một tiết bạch hoa hoa, giống như là mì ống vậy. thứ này vừa rút ra, sinh vật vốn đang vui vẻ lập tức tê liệt, nằm úp sấp trên bông tàu bất động. mà khi sinh vật này bất động, âm thanh giai điệu kỳ quái kia cũng trong nháy mắt biến mất không thấy ta kháo. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Đầu ta đau muốn nổ tung. Hình như tôi nghe thấy âm thanh gì đó, sau đó ý thức liền thay đổi mơ hồ, bây giờ màng nhĩ vẫn còn đau. Đậu, xem truyền hình trực tiếp thiếu chút nữa đem chính mình tiễn đi. Rốt cuộc là thứ gì phát ra âm thanh, sẽ không thật giống chủ trì nói như vậy, này động nước bên trong có bẩn đồ vật đi. Phải tin tưởng khoa học. Hẳn là tiếng vọng hình thành cấu tạo kỳ lạ của thủy động này sinh ra hiệu quả. Các ngươi trước đừng ồn ào, xem trong tay chủ trì có thêm một thứ kỳ quái. Trong nháy mắt thanh âm dừng lại, mọi người trong phòng truyền hình liền tỉnh táo lại. Bởi vì thanh âm kỳ quái vừa rồi, bọn họ đều ở vào thời điểm ý thức mơ hồ, cho nên căn bản không nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là ngạc nhiên phát hiện, ở trên bệ da giống như nhiều ra cái gì đó. Tư đây hình như là sâu bọ đi sao xanh mực vậy nhìn thật ghê tởm người dẫn chương trình còn đem hắn nắm ở trong tay đâu chỉ là nắm ở trong tay các ngươi xem chủ trì trong tay kia tiết bạch hoa hoa đồ vật đó là này sâu trung khu thần kinh ta thảo thật giả tay không rút ra trung khu thần kinh của sâu ác nhân a à? sau này đây chính là anh hạo của tôi ai nói cũng vô dụng hạo ca tại thượng nhận tiểu đệ bái một cái bất quá con sâu này đây rốt cuộc là vật gì tại sao lớn lên kỳ quái như vậy là bị cái gì phóng xạ biến gì sao cái đuôi sâu này hình như còn mọc cái gì đó nhưng có chút không thấy rõ ta như thế nào cảm giác không phải mọc ra mà là bị người đè lên sau khi nhìn thấy thứ này phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt nhấc lên một phen nghị luận sôi nổi thậm chí đã quên mất chuyện vừa bị âm thanh kỳ quái ảnh hưởng cũng bắt đầu suy đoán đây rốt cuộc là sinh vật gì, mà đây cũng là nghi hoặc của đội viên khảo cổ tỉnh táo lại. lúc bọn họ vừa mới tỉnh táo lại, nhìn thấy thứ này cũng giật nảy mình. thế nhưng, bởi vì tố chất chuyên nghiệp bọn họ rất nhanh liền trấn tĩnh lại, cũng bắt đầu cẩn thận nghiên cứu đây rốt cuộc là sinh vật gì. có chút gan lớn còn tiến lên cẩn thận loay hoay một chút. sau khi vây xem một lúc lâu, tần hân hân đột nhiên mở miệng nói, đây hẳn là trận rồng tuy rằng con sâu này lớn lên thập phần dữ tợn, hơn nữa lớn lên một thân vỏ ngoài màu xanh, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra bộ dáng bò chét. Cho nên Tần Hân Hân cảm thấy đây hẳn là đã xảy ra một loại bò chét biến dị nào đó. Đây không phải côn trùng bình thường, đây là thi trùng. Lúc này, Trương Hạo ném côn trùng trong tay lên bề da, chậm rãi nói. Thi trùng. Đó là vật gì? Tần Hân Hân có chút nghi hoặc hỏi. Nghe Tần Hân Hân nói, một đám đội viên khảo cổ nhau nhau đưa mắt nhìn về phía Trương Hạo. Thứ này bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua, hôm nay là lần đầu tiên từ trong miệng Trương Hạo nghe nói. Cho nên đều thập phần tò mò, muốn nghe Trương Hạo nói một chút, đây rốt cuộc là vật gì? Trương Hạo thấy thế, chậm rãi nói. Thi trùng cũng là một loại côn trùng, thích âm u, sợ ánh sáng, hành động phi thường mau lẹ, hơn nửa thủy bộ lưỡng cư. Ăn xác thối và các sinh vật nhỏ đi lạc vào nước, thường tích tụ xung quanh xác chết nổi tụ tập thành đống và săn mồi lẫn nhau nơi này có thể tụ tập nhiều thi trùng như vậy nói rõ trong thủy động này có đại lượng thi thể tồn tại lời này vừa nói ra đám người trong phòng truyền hình lập tức phản ứng lại ta thảo thực hữu không phải là nói rõ thứ này là ăn thi thể sao thật con mẹ nó ghê tởm hạo ca thật nam nhân con sâu ghê tởm như vậy cũng dám bắt đầu nghĩ đến hình ảnh kia tôi cũng cảm thấy ghê tởm nói hạo ca thật là khảo cổ sao như thế nào phong thủy huyền thuật cổ quái sinh vật tri thức hắn đều hiểu mà tận hân hân ở một bên sau khi nghe được trương hạo giải thích sắc mặt nhất thời trắng bệch lặng lẽ dời về phía sau hai bước những đội viên khảo cổ khác sắc mặt cũng thập phần khó coi thậm chí có một số người đã nôn khang đi ra mà đúng lúc này giai điệu cổ quái vừa rồi ảnh hưởng thần trí con người lại truyền đến cùng thanh âm vừa rồi như ra một chút. Chỉ bất quá càng thêm chân thành. Thanh âm này nghe mọi người một trận tâm phiền ý loạn. Theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy, trên đuôi thi trùng kia mọc ra một cái chung đồng thau. Không biết nó được cấy vào khi nào. Đã là đồng xanh rối mù. Sáu mặt chung gió kia tất cả đều là đồng, hoàn toàn phong kín, mặt trên còn khắc chú văn dày đặc. Mà lục giác linh đang lúc này lại quỷ dị tự mình động đậy. Đây là vật gì? Sao lại tự động? Thấy cảnh tượng quỷ dị này, cố ngôn trốn ở một bên đột nhiên hoảng sợ hô. Nói xong, còn vương chân, hung hăng dẫm lên cái chuông đồng kia. Nhưng mà, nửa đường lại bị trương hạo ngăn lại. Chân kia của ngươi cứ thành thật một chút, một cước này đi xuống, bán cho ngươi cũng không đủ bồi thường. Nói xong, trương hạo đẩy người qua một bên, xoay người lấy tay ngăn chặn thi trùng, tay kia kéo xuống đem chuông đồng bị kéo xuống chỉ thấy cái chuông này phía trên nối liền thi trùng bên kia có một cái lỗ nhỏ từ trong lỗ nhỏ chậm rãi bò ra một con rết lớn màu xanh to bằng ngón tay con rết vừa ló đầu đã bị trương hạo đánh ngã xuống bè một cước đạp chết con rết này vừa chết chuông kia nhất thời không còn âm thanh cảm giác phiền não của mọi người cũng tan thành mây khói giáo sư trần ở một bên nhìn hết sức ngạc nhiên sau khi suy tư một lát chậm rãi mở miệng nói con rết này e rằng chính là đầu sỏ gây ra tiếng chuông con rết bình thường sẽ ký sinh trong chuông lúc đói bụng sẽ theo chỗ trống này đi vào bụng thi trùng ăn cơm như vậy cộng sinh hệ thống quả thực là kỳ trang dịu tưởng cũng không biết vì cái gì muốn chế tạo vật này mục đích ở đâu ps tác giả lời nói các vị đại lão các ngươi nếu cảm thấy có thể liền đem hoa tươi cùng phiếu đánh giá duy trì một chút đi, hoa tươi 3.000, phiếu đánh giá 200, ngày mai ta cho các ngươi 10 càng nha.